Welcome all of you to English Intensive Revision Program for the Fine Examination 2020 produced by VTC and sponsored by VNUIS. The series of 15 programs help to provide you with multi basic knowledge and skills and as well as the best techniques doing the test based on examination metrics for military education and training. Join this program, you have the opportunity to get valuable scholarships sponsored by VNUIS. They are special worth worth 10 million with dong for students with the best achievement in this series of program. 20 scholarship worth 500 US dollars of English Foundation study at VNUIS IS for 20 students with the best results in this program in case you are successfully admitted into VNUIS. 200 scholarship worth 3 million Vietnamese dong for English foundation study at VNU IS for 200 students worth the highest participation in the program in case you are successfully admitted into VNU IS. And this program is continuously broadcasted at 8:45 every weekday on VTC 11, VTC 4, VTC News, and VTC Now. And the program today will focus on the lesson passive verbs and modal verbs. As we know that according to task matrix, the item related to passive verbs and modal verbs will appear in nine grammatical items from item 5 to 13. Like partially number 9, number 10, and uh, number 12. In addition, passive verb appears in different tasks, such so as error correction, uh, number 43, 45, 44. And five synonyms, antonym, number 20, 21, 22, 23. Rewriting sentences number 46, 47, 48, and matching sentences number 49 and 50. And in terms of difficulty level, the passive verbs are usually at level 2 or level 3. They are not very difficult for you. Therefore, you need to be aware of the exact position and handle perfectly all these items to increase our important foundation score for you. In this lesson, I will summarize major theoretical points, giving you bright, good step and effective test tips for dealing with items this touch. And I also offer my explanation with examples related to this type test for illustration to help you confidently to do the test. And now, move to our lesson today. Hit the book. Và ta cùng vào bài hôm nay, bài hôm nay với chủ đề về động từ bị động và động từ khuyết thiếu. Đây là hai chủ đề rất là quan trọng trong phần kiến thức lớp 12 và đặc biệt là trong bài thi trung phổ thông 2020 của chúng ta sắp sửa sẽ gặp. Vì vậy hôm nay thầy sẽ khái quát lại một số kiến thức cơ bản liên quan phần này giúp các em có thể nhớ được và cung cấp một số mẹo làm bài để chúng ta có thể có những điểm số cao nhất trong kỳ thi tới. À, sau khi xem xong chương trình này thì hy vọng là các em sẽ làm bài tập liên quan đến các cái à, chủ đề động từ bị động và động từ khuyết thiếu à, làm bài tập liên quan đến phần từ vựng ngữ pháp bài tập nối câu hay viết lại câu hay bài tập điền từ và bài đọc liên quan đến phần động từ bị động các bài tập liên quan đến ngữ pháp từ vựng nối câu viết lại câu hay điền từ và bài đọc liên quan đến động từ khuyết thiếu chúng ta vào phần đầu tiên đó là thể bị động của động từ à, về khái niệm và ở trong phần này thì các em sẽ học về các cái chủ đề ôn lại các một số các cái vấn đề chính liên quan thể bị động như là định nghĩa khái niệm này, à, quy tắc chuyển từ một câu chủ động sang câu bị động như thế nào, công thức câu bị động ở các thì khác nhau như thế nào và các trường hợp đặc biệt như thế nào. Về định nghĩa thì trước khi đến với định nghĩa ta thể đến với ví dụ trước. đây Collect garbage. Họ thu gom rác. Chúng ta nhìn câu trên màn hình, thì s chủ ngữ là đây, collect là động từ, thu gom, sưu tập, garbage là rác. Và đây là câu chủ động vì chủ ngữ s là người thực hiện hành động và động từ là tác động lên tân ngữ. Động từ là collect, tân ngữ là garbage. Và câu này có thể được chuyển sang câu bị động à, thành câu như sau: Garbage is collected by them rác được thu gom bởi họ. Đó, thì à, chúng ta thấy là cái từ rác là tân ngữ của câu chủ động sẽ được chuyển thành chủ ngữ của câu bị động. Và chúng sau chủ ngữ câu bị động ta đến động từ to be là is và đến động từ collect vẫn ở vị trí đó, nhưng nó không phải động từ bình thường mà đã được chuyển về phân từ quá khứ, về động từ phân từ 2 thêm ed vào. Đấy, giống như động từ thì à, các thì hoàn thành. thì đây là động từ có quy tắc vì vậy thêm ed là collected còn một số động từ không quy tắc thì ta không thêm ed mà ta phải nhớ và chúng ta thấy một từ by ở đây buy them by them bởi họ ta sẽ đến với định nghĩa câu bị động gọi chung là thể bị động hay là bị động cách trong tiếng anh là passive voice có chủ ngữ là đối tượng chịu tác động của hành động diễn ra bởi động từ chính của câu câu chủ động gọi chung là thể chủ động hoặc active voice có chủ ngữ chỉ tác nhân gây ra hành động quy tắc chuyển từ một câu chủ động sang câu bị động và ngược lại. Để khi một câu chủ động thông thường có 3 thành tố, chính là chủ ngữ, động từ và tân ngữ thì ta chuyển nó sang dạng bị động theo quy tắc như sau. À, các em nhìn trên màn hình, quy tắc, chúng ta nhìn thấy cấu trúc của một cái câu chủ động bình thường ở phía dòng phía trên, đó là S cộng V cộng O. S là chủ ngữ, V là động từ, O là tân ngữ, câu bị động sẽ được chuyển chéo chúng ta nhìn thấy mũi tên đánh chéo chữ o sẽ chuyển nó đứng đầu câu và chuyển thành chủ ngữ của câu bị động chữ s chủ ngữ của câu chủ động được đánh mũi tên về cuối của câu trở thành tân ngữ phía sau dưới từ by đó. động từ thì chuyển thẳng xuống riêng động từ giữ nguyên vị trí tuy nhiên động từ này phải dùng ở p2 tức là past participle đó là quá khứ phân từ và phía trước động từ người ta nhìn thấy có phần to be đó, bi này là gì sẽ phải phù hợp với to của thì của câu chủ động Động từ to be phải được chia phù hợp với chủ ngữ và thì của câu chủ động Tức là gì? Chúng ta nhìn xem câu chủ động người ta chia động từ ở thì nào Thì cái to be đó phải ở thì đó phù hợp với chủ ngữ Cụm từ by cộng với giới, với tân ngữ có thể có hoặc không tùy vào ý đồ của người dùng Tức là chúng ta nhìn trên màn hình phía câu bị động được chuyển về và có đóng hoặc mở ngoặc Sau cái động từ phân từ 2 thì ta thấy mở ngoặc by cộng o đó thì ý nói là chỗ này chúng ta có thể dùng có thể để by cộng với tân ngữ giống như by them ở phía trước hoặc chúng ta có thể lược bỏ tùy vào ý đồ của người nói bởi vì sao bởi vì trong câu bị động thì cái tác nhân gây ra hành động đã bị loại bỏ không còn quá quan trọng vì vì người ta nhấn vào cái, cái đối tượng à, chúng ta thấy cái đối tượng là tân ngữ ở câu trên ấy được nhấn mạnh hơn là được thực hiện như thế nào còn lại bởi ai thực hiện nó hay ai là tác nhân gây ra nó thì không thực sự quan trọng và chính vì thế có thể bỏ đi được. Công thức câu bị động ở các thì khác nhau. Chúng ta thấy là thì của câu bị động được xác định bởi cách chia động từ to be theo động từ chính của câu chủ động. Như thầy đã nhắc phía trước, luôn luôn nhớ là thì câu chủ động và thì câu bị động là cùng một thì. Ở à, câu chủ động ở thì hiện tại thì câu bị động cũng ở thì hiện tại. Không thể có chuyện câu chủ động ở thì hiện tại, câu bị động là thì quá khứ được. Công thức về thì của câu bị động thông thường và ví dụ minh họa được thể hiện trong các bảng sau đây. Ở đây cái bảng này thì thầy đã khái quát hóa một cách tóm tắt sơ lược và nó khá là dễ hiểu, dễ hình dung cho các em gồm 3 phần. Phần đầu tiên là thì của câu bị động. Và phần thứ hai công thức câu và phần thứ ba là ví dụ. Nếu mà câu bị động, câu chủ động và câu bị động đều cùng một thì nếu mà cái thì ở đây là thì hiện tại đơn thì công thức của nó sẽ là chủ ngữ cộng với to be ở hiện tại đơn gồm có ba động từ to be là is, am và are cộng với động từ phân từ hai trên màn hình em nhìn thấy viết v là ký động từ mở ngoặc p2 tức là động từ phân từ hai là phân động từ uh, phân từ quá khứ là past participle và phía cuối của công thức có cộng by và cộng tân ngữ o như thầy đã nói có thể lược chỗ này uh, ví dụ he waters the plants in the morning anh ta tưới cây vào buổi sáng là câu chủ động sẽ được chuyển thành chúng ta nhìn thấy câu bị chủ động ở đây là ở thì hiện tại đơn bởi vì cái waters ở đây là động từ tưới nước chúng ta từ này không có nghĩa là danh từ nước nhỉ. trong trường hợp này là động từ anh ta luôn luôn hoặc thường thường đây chỉ cái hành động thói quen lặp đi lặp lại của một người nào đó thì dùng hiện tại đơn tưới cây vào buổi sáng nếu mà bây giờ chúng ta nhấn vào chuyển sang câu bị động và nhấn mạnh vào ý nghĩa là cái cây luôn được tưới và tưới bởi ai thì không cần quan tâm thì ta sẽ chuyển câu bị động là the plants are watered by him in the morning chúng ta hoàn toàn thì lược bỏ by him đó. the plants are watered in the morning đó. nếu mà chúng ta giới thiệu với khách là cây nhà tôi sáng nào nhà cây nhà tôi cũng được tưới chẳng hạn thì khách chỉ biết là à cái nhà này là cái hệ thống cây cối rất tốt và luôn luôn được tưới Còn chủ nhà không muốn khoe là tôi tưới hay là vợ tôi tưới hay ai tưới đúng không Ý là như vậy, nói thế để các em có thể hiểu sâu hơn và nhớ được kỹ hơn. Thì hiện tại tiếp diễn cả hai câu mà thì hiện tại tiếp diễn thì cái cấu trúc của uh, dạng bị động ở hiện tại tiếp diễn sẽ là chủ ngữ cộng động từ to be ở hiện tại là is, am, are và chúng ta phải thêm một từ nữa. Chúng ta nhìn trên màn hình thấy là từ being đúng chưa? Tức là trước khi đến động từ phân từ 2 thì phải có being mới đến phân từ 2 Như vậy với cái câu bị động ở thì hiện tại tiếp diễn nó sẽ khác với ở thì hiện tại đơn ở chỗ là thêm being. Còn về cơ bản, cấu trúc giống nhau, nó chỉ thêm being nữa. Và being ở đây để xác định là việc này đang xảy ra. Ta vào ví dụ. He is watering the plants at the moment. Vào thời điểm này thì anh ấy đang tưới cây, đúng không? Khách đến nhà mà mà không thấy anh ấy đâu, thấy vợ ở nhà thấy con ở nhà Nó hỏi anh ấy đâu chẳng hạn thì nói là đang tưới cây ở, ở trên vườn, đó trên trên tầng thượng chẳng hạn đúng không? chuyển câu bị động là the plants are being watered by him at the moment. Như vậy ta thấy câu này khác ở chỗ nào? Sẽ khác ở chỗ có một dấu hiệu chỉ dấu là nói chúng ta biết được đây là ở thời điểm hiện tại là at the moment. Đó, thì cái câu như vậy có at the moment thì luôn luôn phải chia ở thì hiện tại tiếp diễn, là hành động diễn tải động đang xảy ra. Và với câu diễn tải động đang xảy ra là he is watering, chúng ta biết là hiện tại tiếp diễn là phải chủ ngữ cộng động từ to be và cộng động từ, đuôi in, như này là đúng công thức rồi. chuyển sang bị động the plants a Và chúng ta thêm being trước khi chúng ta thêm water. Như vậy so với cái câu ví dụ bên trên chúng ta thấy nó có khác là the plant kia đến water đây đến being water by him. Đó. Câu trên là in the morning nghĩa là hàng buổi sáng nào anh ta tưới câu này là at the moment tức là cái cụm từ chỉ về thời gian nó sự khác biệt đấy là chỉ dấu để chia các cái thì khác nhau. À, thì hiện tại hoàn thành thì cái công thức của nó sẽ là gì chúng ta biết rằng trong thì hiện tại hoàn thành thì công thức là chủ ngữ cộng với trợ động từ có hai loại trợ động từ đó là động từ chợ động từ have và động từ has đó à, và đằng sau chắc chắn là phải làm động từ phân từ hai chúng ta ký hiệu là P2 à, thì à, nếu mà ở dạng bị động thì ta sẽ có chủ ngữ cộng với vẫn cái trợ động từ luôn luôn phải có has hoặc là have tùy theo chủ ngữ là số ít hay số nhiều nếu chủ ngữ là số ít thì ta dùng trợ từ là has. Nếu chủ ngữ là số nhiều ta dùng trợ động từ là have. Và đằng sau trợ động từ ta phải có từ bin. Bin ở đây là đặc trưng cho to be. Và chính vì thế ta khái quát lại là 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 trong cái câu bị động thì luôn luôn phải có động từ to be. Nó ở thì nào ta phải dùng động từ to be ở thì đó. Đấy, has been cộng với động từ phân từ hai cộng với by cộng tân ngữ có thể và chúng ta có thể lược bớt. Trong câu ví dụ này, he has just watered the plants anh ta vừa tưới cây xong anh ấy vừa tưới cây xong đấy, đấy thì ta thấy về mặt cái, uh, các từ chỉ dấu thời gian là nó không có in the morning không có at the moment và nó có từ just vì vậy nếu giả sử đây là câu chia động từ chúng ta có he chấm chấm và water thì chúng ta bắt buộc chia động từ thì hiện tại hoàn thành là vừa tưới cây xong nó khi chuyển cái câu chủ động thì hiện tại hoàn thành này sang câu bị động thì áp dụng công thức như ở bên ta thấy là sẽ đổi tân ngữ the plants là chủ ngữ này plans là thành chủ ngữ và chúng ta thấy chủ ngữ ở đây là plans là số nhiều vì vậy động từ to be sẽ không thể là has mà phải là have Have, just giữ nguyên từ just và chúng ta bắt buộc phải có to be của nó uh, hoàn thành chính là từ bin chúng ta nhớ là to be ở thì hoàn thành là bin còn to be ở uh, thì hiện tại là gì ạ nó được chia theo các cái ngôi rồi is am, are. còn to be thì hoàn thành thì phải kết hợp với trợ từ là Has been hoặc have been. Water by him. Động từ water ở đây cũng dùng phân từ hai và chúng ta lại khái quát và khắc sâu lại là tất cả các động từ ở trong uh, câu bị động luôn luôn ở phân từ hai. Phân từ hai là gì? Đó là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ là gì? Là cái uh, trong cái bảng uh, động từ chúng ta học thuộc có ba cột thì nó là cột cuối cùng, cột P2 gọi là past past participle. Đó thì có quá khứ phân từ có hai loại là có quy tắc là thêm ed không quy tắc là học thuộc à, thì trong trường hợp này đây là động từ có quy tắc water thêm ed thì của câu bị động chúng ta tiếp tục với các cái thì khác nhưng ta đã biết là à, thì động từ tiếng anh thì có khá nhiều chứ không phải có hai ba thì nên một slide sẽ chưa đủ để khái quát à, chúng ta sang slide tiếp theo với thì quá khứ đơn thì chúng ta công thức là chủ ngữ cộng với to be luôn luôn sau chủ ngữ của câu bị động phải là to be và to be của quá khứ nó có hai to be là was và were à, khi nào ta dùng was và khi nào were thì nó phù hợp với chủ ngữ phía trước chủ ngữ phía trước là số ít thì ta dùng was nếu chủ ngữ số phía trước là số nhiều ta dùng were là cái phía sau và cộng với động từ phân từ hai cộng by cộng tân ngữ vẫn cái câu này he watered the plants yesterday anh ta tưới nước À, tưới cây ngày hôm qua tức là có chỉ dấu về thời gian là yesterday thì nếu mà câu này được yêu cầu chia động từ thì đương nhiên động từ phải chia ở thì quá khứ đơn và water là động từ có quy tắc vì vậy ta thêm ed bình thường và khi chuyển sang câu bị động thì ta sẽ có the plants were watered by him yesterday à, cây được tưới vào ngày hôm qua một thì tiếp theo là quá khứ tiếp diễn thì ta có là à uh, cấu trúc là chủ ngữ cộng động từ to be của quá khứ là was và were nhưng ta đã biết và giống như hiện tại tiếp diễn sau động từ to be rồi ta lại phải có một dấu hiệu to be để diễn tả đây là tiếp diễn đó là từ being. To be xong lại đến being. Rồi đến cộng phân từ hai và cuối cùng là by cộng tân ngữ và chúng ta thấy đóng ở ngoặc có nghĩa là chúng ta có thể bỏ đi. Ví dụ he was watering the plant this time yesterday bằng cái thời điểm này ngày hôm qua thì anh ta đang tưới cây đấy đó thì à, khi chia động từ người ta nhìn thấy this time yesterday yesterday là chỉ dấu quá khứ rồi xong this time thời điểm này thì cộng cả hai cái từ này vào cái cụm từ chỉ thời gian chỉ dấu quá khứ thì người ta bắt buộc chia động từ đó ở quá khứ tiếp diễn và một câu chủ động quá khứ tiếp diễn sẽ được chuyển sang câu bị động quá khứ tiếp diễn như sau chủ tân ngữ sẽ chuyển thành chủ ngữ là the plants chuyển lên đầu plants đây số nhiều thì vì vậy ta dùng to be của quá khứ là were và sau were theo đúng công thức ta lại be in rồi mới đến động từ phân từ hai là watered by him this time yesterday đó. À, một thì tiếp theo là quá khứ hoàn thành với thì quá khứ hoàn thành thì ta có công thức như này cũng chủ ngữ và đến động từ to be quá khứ hoàn thành đó là had been à, uh, to be nó là been nhưng chỉ dấu của quá khứ hoàn thành là trợ động từ had và rất may mắn cho chúng ta không phải nhớ nhiều đó là chúng ta không có hai trợ động từ như thì hiện tại hoàn thành chúng ta chỉ có duy nhất một trợ động từ là had tất cả các chủ ngữ dù số nhiều hay số ít dù thế nào đi nữa thì cái động từ trợ động từ nó vẫn là had và đến to be là bin vì vậy nhớ một cách cố định đó là chủ ngữ cộng had bin là xong và không cần nhớ chuyện chia động từ phù hợp với chủ ngữ nữa sau had bin ta có động từ phân từ 2 chúng ta trở vào ví dụ cuối cùng ở chỗ quá khứ hoàn thành Uh, câu là he had water the plants by the time I came back Chúng ta nhìn thấy cái cụm uh, mệnh đề phụ là I came back ở thì quá khứ Thì cái chỉ dấu thời gian phía trước mệnh đề phụ là by the time Và cộng mệnh đề phụ thì đây là cái chỉ dấu ta biết là nếu chia động từ ở đang mệnh đề chính he mà đến water thì bắt buộc chia quá khứ hoàn thành bởi vì diễn tả một cái hành động đã xảy ra trước cái hành động được đưa ở mệnh đề phía sau này thì đây là một câu chủ động ở ờ, thì quá khứ hoàn thành, chúng ta chuyển về câu bị động như thế nào? The plants had been watered by him by the time I came back. Đó, thì cây đã được tưới bởi anh ấy vào thời điểm mà tôi quay trở lại. Như vậy ta thấy là nếu câu có mệnh đề phụ chỉ thời gian, thì ta giữ nguyên mệnh đề phụ không hề thay đổi và ta chỉ chuyển cái uh, mệnh đề chính thôi, đúng không? Mệnh đề chính đây là he had watered the plants, thì chúng ta chuyển là the plants has been watered by him. Đấy là xong chúng ta thấy câu này nó hơi phức tạp hơn một chút và chắc chắn nếu trong bài thi thì độ khó nó sẽ cao hơn các câu kia nó sẽ ở dạng B2 dạng cấp độ thứ ba chúng ta phải vận dụng thì thì chúng ta mới làm được nên thầy có thể phải phân tích sâu và nhiều lần để các em có thể nhớ được ta tiếp tục sang một số thì khác ở à, thì tương lai đơn mà thì ta có cấu trúc này chủ ngữ cộng với will cộng với hoặc là shall cộng be cộng phân từ 2. và chúng ta vẫn nhớ một cái điều kiện tiên quyết đó là trong câu bị động phải có động từ to be và to be ở tương lai là từ be à, thì tương lai này nó không dùng to be trực tiếp như thì hiện tại hay thì quá khứ mà nó phải có trợ từ giống như như là thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ hoàn thành ta có chủ ngữ Trạng à, từ của thì tương lai là will hoặc shall thông thường bây giờ người ta dùng đồng bộ là will còn shall sẽ dùng trong một số ngôi như là we chẳng hạn hay là I nhưng đến giờ này thì ngữ pháp cũng không phân biệt chuyện này nhiều lắm và hầu như các câu để tập trung dùng trạng từ là will à, chủ ngữ cộng will hoặc shall cộng be cộng phân từ 2, động từ phân từ hai cộng với by cộng tân ngữ chúng ta vẫn quay về ví dụ tưới cây he will water the plants later Nghĩa là ví dụ như là anh ta đang chuẩn bị tưới cây Thì gặp bạn đến uh, uh, nói chuyện hay có việc hay đến nhà chơi chẳng hạn Thì anh ta phải hoãn việc tưới cây này sau cái cuộc nói chuyện đó Thì sẽ mô tả cái hành động đấy là He will water the plants later Sẽ tưới cây sau à, Chúng ta nhìn thấy dấu hiệu chia tương lai đây là later Thì Nếu mà động từ water được đóng ngoặc mở ngoặc yêu cầu chia động từ Thì khả năng chỗ này ta phải chia thì tương lai đơn à, Với câu gốc ở thì tương lai đơn thì ta sẽ chuyển sang uh, câu bị động như thế này và luôn luôn là tân ngữ của câu bị động là plans sẽ được chuyển thành chủ ngữ và trong tất cả các câu rồi, rồi tại sao thầy lấy ví dụ duy nhất về hành động này để ta nhớ được là à plans là phía sau động từ luôn luôn được chuyển thành thành chủ ngữ của câu bị động à, cách chuyển như vậy chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy thì nó sẽ nhớ được cái công thức này và cách làm nó sẽ đơn giản hơn the plan... À, ở tương lai đơn thì ta sẽ chuyển là plants will be watered by him later, cây sẽ được tưới bởi anh ta sau đó hoặc là tưới sau, anh ta sẽ uh, cây sẽ được tưới sau. À, một thì nữa là tương lai gần, chúng ta dùng cái cụm từ uh, tủ chủ ngữ cộng động từ to be ở hiện tại cộng với go, going to uh, để chỉ tương lai gần. ví dụ trong câu là he's going to water the plants after work, anh ta lên kế hoạch đây là tương lai gần và có kế hoạch, có plan sắp đặt tử tế là có dự định anh ta sẽ làm. Anh ta lên kế hoạch và anh ta sẽ tưới cây sau khi làm việc. Thì uh, câu chủ động này sẽ được chuyển sang bị động thành là The plants are going to be watered by him after work. Chúng ta nhìn thấy phân tích câu này sẽ hơi khác một chút với tất cả các câu ta đã gặp ở trên. Các câu gặp ở trên là cái động từ to be sẽ dùng ngay sau chủ ngữ. Tuy nhiên câu này động từ to be uh, thể hiện cái bị động lại không dùng ngay sau chủ ngữ plans mà nó lại dùng ngay sau cụm từ going to, bình thường là going to thì chúng ta uh, tính chủ động là going to đến động từ uh, to infinitive đó. Thì ở đây nếu chuyển bị động thì lại going to be và chúng ta thấy là cái điểm đặc biệt đây là nằm cái to be thể hiện bị động nằm đằng sau going to chứ không phải nằm đằng sau là the plans are being như thì hiện tại tiếp diễn bởi vì nếu ta dùng the plans are being going thì sẽ giống như thì hiện tại tiếp diễn và nó không đúng mẫu câu ta nhớ là đây là một cái cụm từ đặc biệt going to à, chỉ cái kế hoạch sẽ làm trong tương lai vì vậy bị động nó phải là going to be ta nhớ như vậy go going to sẽ làm gì going to be là cái gì sẽ được làm đây. cây sẽ được tưới bởi anh ta vì thế công thức ở đây ta nhìn một lần nữa trên màn hình cái ô ở giữa thì công thức chuyển bị động đây sẽ là chủ ngữ trong câu bị động sẽ là chủ bắt đầu chủ ngữ đến động từ to be ở hiện tại đơn uh, is am a cộng với cụm từ going to chúng ta giữ nguyên và sau cụm từ going to này ta mới thêm be và sau be này ta dùng động từ phân từ hai đó thì chúng ta thấy cái câu ở trên câu gốc là he's going to water Đấy, anh ta sẽ tưới cây water đây là động từ nguyên thể bình thường và bên dưới going to be thì chuyển thành water thêm ed trở thành động từ phân từ 2. Đó sang một thì tiếp theo đó tương lai hoàn thành. Tương lai hoàn thành thì có cái cấu trúc là chủ ngữ cộng với trợ động từ will cộng have been. Vì vậy ta thấy là cái have been đó là dấu hiệu to be của các thì hoàn thành đúng không? À, uh, là dấu hiệu các thì hoàn thành và have been thì là have là cái trợ động từ để chỉ cái, cái cái ở hiện tại hoàn thành Thì thì đây ta ghép với tương lai hoàn thành thì cái dấu hiệu chỉ tương lai là will và dấu hiệu chỉ hoàn thành đây là have been. Vì vậy ta sẽ có một câu tương đối dài đó là chủ ngữ cộng will cộng have been. và xong cộng đến động uh, have been là câu chủ động và chuyển sang câu bị động sẽ là chủ ngữ cộng will cộng have been cộng phân từ 2. nó cộng um, by cộng o đấy cộng uh, tân ngữ. Đó, chúng ta xem ví dụ he will have uh, water the plants by time I come back. Ở đây ta lại thấy cái cụm từ một cái mệnh đề phụ chỉ thời gian. By the time I come back. Thì nó không giống như nó giống như cái dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành. By the time I, I came back. Đó. Nếu ở đây là came back thì phía trên phải là he had had đúng không? had water. Giống như câu trên. Nhưng ở đây lại là I come back. Chúng ta để ý sự khác nhau một chút thôi. Nếu I come back tức là thì mệnh đề phụ này là come là thì hiện tại thì chắc chắn cái thì ở mệnh đề chính he will kia phải là thì tương lai hoàn thành chứ không thể quá khứ hoàn thành được và ta đọc lại câu này he will have watered the plants by the time I come back vào thời gian mà tôi sẽ quay lại đấy mà tôi quay lại thì anh ta uh, đã hoàn thành xong đấy, vào thời gian tôi sẽ quay lại thì anh ta đã hoàn thành xong việc tưới cây và đã thực hiện việc tưới cây xong chuyển cái câu này ta vẫn thấy là cái chúng ta quan tâm phần chuyển là mệnh đề chính thôi, không quan tâm với phần by the time I come back, phần đấy gọi là chép y nguyên, đúng không? Uh, mệnh đề chính thì đến plan, plans là kết thúc, người ta chuyển plans là tân ngữ của cái động từ water lên đầu, luôn luôn như vậy, tất cả động từ đây đều plan là đứng đầu. Plans world, theo công thức ta dập vào world đến have been đến động từ phân từ hai của water là watered by him by the time I come back chúng ta sang slide tiếp theo phần này sẽ nói một số trường hợp đặc biệt của động từ bị động à, bị động của một số động từ khuyết thiếu modal verbs đó là can could may might should ought to. vân vân chúng ta thấy là cái công thức của cái động từ khuyết thiếu hay là động từ tình thái là chủ ngữ cộng động từ <laughs> khuyết thiếu cộng bi, cộng phân từ hai trong công thức um, của câu bị động là như vậy ta có ví dụ chuyển từ câu chủ động với cái uh, <laughs> câu dùng động từ khuyết thiếu như thế này. He should water the plants more often. Đây là lời khuyên, ví dụ như khách đến nhà mà thấy là ông chủ ít tưới cây thì thì nói với người khác trong nhà là anh ta bảo anh ấy phải tưới cây nhiều hơn đúng không? He should water the plants more often. Câu này nếu chuyển về bị động thì sẽ là The plants should be watered by him more often. À, cây nên được tưới nhiều hơn đúng không ạ? Thì ta thấy là cái cấu trúc nó là the plants là chủ ngữ cái tân ngữ của câu chủ động sẽ chuyển thành chủ ngữ câu bị động là plants đến trợ động à, từ động từ khuyết thiếu là should giữ nguyên vị trí và sau should ta thấy thấy thêm một từ be đó và đến be này rồi ta được dùng động từ phân từ hai là water thêm ed là phân từ hai. À, chúng ta nếu không có bi thì sẽ không đúng cấu trúc và chúng ta nhớ là Đối với tất cả các cái động từ khuyết thiếu hay động từ tình thái này thì ta ở dạng bị động là phải có thêm bi phía sau động từ tình thái trước khi ta dùng động từ phân từ hai và luôn luôn cố định như thế ở cái cái uh, câu bị động thì cái động từ chính của nó luôn luôn phải phân từ hai và trước phân từ hai đó thì phải là động từ to be và động từ to be đó là gì thì nó tùy theo thì hoặc tùy theo phía trước Nó là động từ thường hay động từ khuyết thiếu động từ khuyết thiếu đây là dạng đặc biệt rồi ra sang phần tiếp theo nếu động từ khuyết thiếu ở thể hoàn thành ví dụ như ở các thì hoàn thành như này công thức của động từ khuyết thiếu ở thì hoàn thành là chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu cộng have đó have không có has chỉ có has sau đến động từ phân từ hai chính vì thế mà khi chuyển nó về cái công thức của động từ bị động ở các cái thì hoàn thành ta sẽ có là động từ à chủ ngữ cộng động từ khuyết thiếu cộng have cộng been và cộng động từ phân từ hai có thể cộng bay và cộng tân ngữ ví dụ he should have watered the plants yesterday ví dụ như là một chuyên gia về nông nghiệp trồng cây hay là gì đó đến kiểm tra cái hệ thống cây trồng trên nóc nhà của một anh nào đó và thấy là cây hơi héo một tí chắc là hôm qua quên tưới hoặc là cái tưới tần suất nó hơi nó không được dày nó không được đủ thì cái chuyên gia nông nghiệp đó thì nhận xét là he should have water lẽ ra câu này dịch là lẽ ra ngày hôm qua anh ta đã phải tưới cây lẽ ra anh ta đã phải tưới cây ngày hôm qua người ta dịch cái cụm là như vậy nó hơi dài dòng nhưng người ta phải nhớ được he should have water bình thường chỉ là he should water anh ta nên tưới nhưng ở à đây lại dùng have xong đến phân từ hai tức là chúng ta thấy chỉ dấu hoàn thành là cái việc này nên làm rồi ấy, thì người ta dịch là lẽ ra phải làm và có chỉ dấu về 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 thời gian là yesterday là hôm qua với cái câu Chủ động này ta chuyển sang plan should have been watered by him đó thì cây lẽ ra phải được tưới vào ngày hôm qua bởi anh ấy. À bị động của dạng động từ nguyên thể to infinitive thì chúng ta dùng như thế nào? Đó thì nó giống như là cái cụm mà chúng ta nhớ lại một chút thầy vừa mới trình bày vừa khái quát phía trước cái chỗ to be going to do something thì nếu bị động của nó sẽ là to be going to be đó, uh, something. Thì tương tự như vậy, các cái uh, động từ nguyên thể to infinitive nếu mà ta dùng ở phía sau, tức là trong câu có hai động từ đi liền nhau, chúng ta đã có một chuyên đề ôn tập về động từ uh, nguyên thể có to danh động từ rồi. Thì nếu hai động từ đi liền nhau, thì ta cái nghĩa chính của nó có, có thể nằm ở cái động từ thứ hai. Còn cái động từ thứ nhất chỉ mang nghĩa là tăng cường hoặc là mong muốn hay ý định thôi, còn cái nghĩa tác động trực tiếp lại là động từ thứ hai. Thế thì, uh, với câu ví dụ như này she wants to make some biscuits thì cái nghĩa chính ở đây là make some biscuits còn cái want kia chỉ là chỉ cái mong muốn thôi đó thì khi chuyển câu này thì ta quan tâm vào động từ thứ hai chứ không ta quan tâm không quan tâm chuyển cái động từ thứ nhất ta không chuyển là cái some biscuits are wanted đúng không mà ta quan tâm vào động từ lõi của nó ý nghĩa chính là make tức là she wants some biscuits to be made đó thì ta có thể giữ nguyên được cái chủ ngữ và động từ ở phía trước động từ số 1 và động từ số 2 uh, thì ta sẽ thay đổi về dạng bị động và thay đổi như vậy thì ta chuyển cái tân ngữ của động từ thứ hai sang ngay sau cái 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 uh, động từ chính phía trước nó sẽ hình thành là she wants some biscuits to be made by her. Thì chuyển tân ngữ vào đằng sau động từ chính sẽ là uh, đứng vào she wants some biscuits và cái to to make đó sẽ được thêm be Chúng ta thấy là luôn luôn thêm bi khi ở à, thì ở cái thể bị động này, rồi đến make. Make ở trên chuyển thành made. Đó. Câu tiếp theo, he wants me to give him my pen sẽ chuyển thành he wants to be given my pen. Uh, given my pen by me. Đó. Chúng ta sẽ thấy là nó hơi đặc biệt chút so với cái câu bình thường. Và nếu mà cái bài thi mà có những câu đặc biệt này thì độ khó là nó cũng tương đối cao hơn chắc phải cấp độ 3. Vì thế mà các em học sinh khá giỏi muốn à, có cơ hội có uh, tích lũy điểm để có điểm số cao đủ điều kiện xét tuyển vào các trường đại học tốt đầu danh tiếng có cơ hội nhận, nhận học bổng của các trường thì chúng ta phải cố gắng nhớ cái phần thầy đã nói đây và làm bài thật là làm thật chắc đọc thật kỹ cái, các loại câu như này để chúng ta đưa ra cái đáp án cho đúng rất dễ trong trường hợp này chúng ta sẽ mắc sai lầm là chúng ta đi chuyển cái câu cái động từ phía trước động từ ngay phía sau chủ ngữ thành bị động là không đúng Thì đây là dạng đặc biệt Tiếp theo, bị động của dạng động từ nguyên thể hoàn thành Chúng ta cũng có dạng nguyên thể hoàn thành như thế này He expects to have finished the report by 5pm Anh ấy mong đợi là sẽ, mong muốn là sẽ hoàn thành được Cái bản báo cáo vào 5 giờ chiều Thì câu này sẽ được chuyển là He, he expects the report to have been finished by 5pm đó thì anh ta mong muốn ta thấy vẫn giữ nguyên chủ ngữ cộng động từ chính, động từ số 1 ngay phía sau. Và ngay phía sau động từ số 1 thì sẽ lấy tân ngữ của động từ số 2 lên sát động từ số 1. Rồi đến to và đến cái dạng động từ to be và ở hoàn thành thì phải là to have been chứ không thể là to be được. Chúng ta nhớ là ở thì hiện tại thì là to be còn hiện ở dạng các cái hoàn thành như này, cái cái, cái thì hoàn thành thì phải là to have been và đến động từ phân từ hai ở đây chuyển À, thành finish à, câu trên thì vẫn là finish vẫn là phần thứ hai rồi đã đưa nó xuống đây à, bị động của danh động từ <laughs> người ta cũng có một chuyên đề ôn tập về danh động từ rồi à, chúng ta xét một ví dụ như này I hate people telling me what to do tôi ghét uh, cái việc mà ghét những người nào cứ bắt tôi phải làm cái việc gì đó theo ý họ đúng không thì uh, chuyển thành bị động chúng ta giữ nguyên chủ ngữ và động từ chính số 1 là I hate giữ nguyên Đấy, và chúng ta sẽ xét vào cái mệnh mệnh đề phía sau này, này. cái phần phía sau là people à, thì cái là đối tượng tác động của gây ra tác động đối tượng động từ tell và tác động vào cái tân ngữ là me thì sẽ chuyển ngược lại thành là I hate being told what to do Đó, nó hơi đặc biệt một chút và đằng sau động từ hate là dùng danh động từ chính vì vậy ta không dùng dùng to be told mà phải dùng being told đó Đấy, đây là dạng đặc biệt 6. bị động của danh động từ hoàn thành. Thì ở uh, ví dụ phía trên số 5 phía trên thì đấy là danh động từ uh, hiện tại không phải hoàn thành. Đấy đến, đến danh từ hoàn thành thì uh, không thể dùng being mà lại là having been đó. cứ hoàn thành liên quan đến been chúng ta nhớ như vậy to be nó phải là been. I remember him having uh, I remember him having given me the key. Tôi nhớ là anh ta đã đưa cái chìa khóa cho tôi sẽ được chuyển I remember having been given the key by him. Đó thì chúng ta vẫn giữ nguyên chủ ngữ là I, động từ số 1, động từ chính là remember. Và đến cái to be hoàn thành là having been. Và đến phân từ hai là given, the key. À, một phần nữa là bị động của used to, have, have to, has to hoặc to be to. Nó ta xét một số ví dụ như này. I used to collect stamps. À, trước kia thì tôi thường use to do something là trước kia trong quá khứ đã làm gì rồi nhưng bây giờ không làm nữa. Trước kia tôi thường sưu tập tem. Thì sẽ được chuyển là stamps used to be collected by me. stamp trước kia thường được sưu tập bởi tôi. Đó, thì chúng ta thấy là stamp cộng với cái động từ use to vẫn giữ nguyên và đằng sau to, YouTube to ta thêm be và chuyển động từ chính collect kia trở thành collected. Đó, có nghĩa là tem được sưu tập câu tiếp theo she has to do housework every day thì has ở đây không phải là trợ động từ mà has to nó là cái cụm uh, từ đặc biệt có nghĩa là phải làm gì đó thế thì uh, cái động từ uh, nói sự bắt buộc ấy uh, cô ta phải làm việc nhà hàng ngày thì sẽ chuyển là việc nhà phải được làm bởi cô ta hàng ngày housework has to be done by her every day chỗ này chúng ta vẫn Đảo tân ngữ của câu lên là housework làm chủ ngữ và ta đến cái động cái động từ đặc biệt là has to người ta viết nguyên và chuyển bị động ra chuyển động từ nào chuyển cái động từ do. Do ở đây sẽ được chuyển về dạng bị động thành done. Do này sẽ trước khi được chuyển thành done thì phải thêm động từ to be là be đằng sau phía to người ta có câu hoàn thiện là housework has to be done by her every day. Câu tiếp theo, you are to do how your homework in the evenings. Your homework is to be done by you in the evening. Đó. Bạn phải uh, làm cái bài tập về nhà vào mỗi buổi tối. Thì bài tập về nhà thì phải được làm bởi bạn vào buổi tối. Vào các buổi tối đấy. Số 8, bị động của make. Đó, thì ta xét ví dụ they made me do it. Tức là anh ta sai bảo hay là bắt tôi à họ bảo tôi hay họ bắt tôi phải làm việc đó sẽ chuyển là I was made to do it tôi bị bắt hoặc bắt buộc hoặc bị bảo bị uh, yêu cầu phải làm việc đó bị động với động từ có hai tân ngữ một số động từ trong tiếng Anh thì thường đi kèm với hai tân ngữ ví dụ như là give send off show nó liên quan đến tân ngữ chỉ người và chỉ vật đúng không tác động tới ai và với cái gì đó. ví dụ như là give a uh, give me some money thì give là động từ, me là tân ngữ <laughs> chỉ người, some money là tân ngữ chỉ vật đúng không? Hai tân ngữ có tên gọi là tân ngữ trực tiếp thường chỉ vật và tân ngữ gián tiếp thường chỉ người. Indirect objects và direct objects. Cái mà cái đối tượng tác động, ví dụ trong câu là đưa tiền, cậu đưa cho uh, bạn cho tới ít tiền đúng không? Please give me some money thì cái me ở đây không phải là tân ngữ trực tiếp mà cái đối tượng trực tiếp của nó phải là cái tiền, đúng không? Đấy. À, khi ở dạng chủ động thì câu thường có cấu tạo như thế này, là chủ ngữ cộng động từ, cộng tân ngữ à, gián tiếp rồi đến cộng tân ngữ trực tiếp io e là ký hiệu tân ngữ gián tiếp indirect object, d DO d -o là ký hiệu tân ngữ trực tiếp direct object à, Ví dụ, he gave her a red rose anh ấy tặng cho cô ta anh anh ấy tặng cho cô ấy một bông hoa hồng đúng không? Thì động từ là gave quá khứ. Her là tân ngữ gián tiếp. Còn a red rose tức là đối tượng à, tác động trực tiếp của cái động từ gave phải là red rose là anh ấy tặng hoa đúng không? Còn tặng hoa cho ai? Cho cô ấy. Chuyển sang bị động sẽ chuyển thành câu như sau: She was given a red rose. Cô ấy được tặng một bông hồng. À, chúng ta có thể dùng là by him hoặc là không bay him thì không sao cả. người ta nhấn mạnh vào cái đối tượng được nhận được sự tác động hoặc là a rats rose. Là chúng ta có thể uh, biến một trong hai cái tân ngữ đó hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp trở thành đối tượng tác động, tùy theo mục đích chúng ta muốn nhấn mạnh vào cái đối tượng nào, muốn nhấn mạnh vào việc là cô ta nhận được hoa hồng thì chuyển cô ta lên thành chủ ngữ của câu bị động, Còn muốn nhấn mạnh là cái bông hồng đấy được tặng cho cô ta. Ví dụ đấy là bông hồng đặc biệt hay bông hồng đắt nhất ngày 8 tháng 3 chẳng hạn. À, đắt nhất trong cái khu vực này hay đắt nhất ở thị trường mà có một ai đó mua thì cũng có thể cái câu sẽ nhấn mạnh và bông hồng đó được tặng cho cô ta đúng không? Còn bình thường chỉ là nếu mà tặng hồng bông hồng chung chung thì có lẽ là cái chuyển cô ta được tặng bông hồng thì nó phổ biến hơn. Dạng thứ hai, chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ trực tiếp cộng với giới từ cộng tân ngữ gián tiếp. Ví dụ my friend sends a letter to me. Đó. Với cấu trúc này thì cái tân ngữ trực tiếp đã được đưa sát vào động từ Và tân ngữ gián tiếp đã được đưa ra phía sau Và thêm một cái giới từ để kết nối Chỉ tác động hoặc điều hướng về phía cái tân ngữ gián tiếp Tương tự như cái câu này thì cũng có thể có cái câu là Đưa tiền cho tôi Bình thường sẽ là give me some money Có thể được chuyển thành give some money to me Đúng không ạ? Tương tự như vậy Thế Chỗ cái câu... My friend sends a letter to me sẽ được chuyển là sang bị động là a letter was sent to me by my friend. Nếu chúng ta nhấn mạnh vào cái lá thư đó được gửi cho tôi bởi bạn tôi thì ta để letter. A letter là chủ ngữ câu bị động. Nếu ta nhấn mạnh I was sent. Đó. nhấn mạnh vào cái việc là tôi nhận được thư thì sẽ chuyển cái mi trở thành chủ ngữ câu là thành ai. Tôi được nhận được một lá thư bởi bạn tôi. Đó. Thì nó tùy tình huống cái chỗ phân tích cụ thể này có thể là sẽ phù hợp với các cái văn cảnh các cái bài đọc tiền từ chỗ trống hay bài đọc trả lời câu hỏi mà chúng ta phân tích để suy luận loại trừ thông tin để trả lời câu hỏi cho đúng. Thì nó có ý nghĩa nhất định chính vì vậy mà thầy cũng có ôn qua. À, các em học sinh uh, trung bình thì có thể phần này cũng uh, nó sẽ khó, khó tiếp thu hơn thì chúng ta sẽ làm những câu dễ trước, mà chắc chắn trước những câu khó này chúng ta sẽ làm sau. Còn các em học sinh khá giỏi thì đương nhiên những phần này các em phải làm được. Chỉ một câu, hai câu sai là sẽ quyết định số phận các em là có vào được trường đại học tốt hay không. Lời khuyên thầy chúng ta cố gắng hết sức để làm bài. À, một số giới từ đi với các động từ như sau. Giới từ to đi với một số động từ như là bring, give, lend, read, send, show, tell, teach. Đó. À, giới từ for đi với một số động từ như là buy, cook, do, find, get, make, order, ví dụ như là. Buy a cake for you or for me. Uh, cook a meal for me. Đấy. Nấu uh, ăn cho tôi chẳng hạn. Giấy từ of đi với một số động từ như ask, uh, inquire. Đấy. Dùng uh, câu bị động với các động từ chỉ suy nghĩ, ý niệm. Ví dụ như say, think, hope, suppose, believe, state, expect. Các động từ này khi là động từ chính của câu thì câu đó thường có hai mệnh đề và có cấu tạo như là À, chủ ngữ à, cộng với động từ à, một chủ ngữ một cộng với that và đến mệnh đề phía sau tức là cái ở à, đây ghi S1 là chủ ngữ một tức là chủ ngữ chính của cả câu đó đến động, động từ một V1 là chủ ngữ động từ chính của cả câu đó sau đó ta vào một cái mệnh đề that à, đến S2 là cái chủ ngữ của mệnh đề đó V2 là động từ mệnh đề hạt đề đó à, ta lấy ví dụ như này some people think đây là mệnh đề chính của câu này. Some people là chủ ngữ, think là động từ chính. Some people think that he did the right thing. Uh, một số người cho rằng là anh ta đã thực hiện đúng việc đấy, đúng đúng công việc, làm việc đó rất đúng đấy, đúng không? Thì ta thấy là he là cái chủ ngữ của mệnh đề 2. V2 là did là động từ mệnh đề 2. Mệnh đề 2 bắt đầu từ từ that đó. Thì cả cái mệnh đề hai này Bắt đầu từ that đến hết sẽ đóng vai trò là tân ngữ cho cái động từ think là động từ chính ở phía trước. Với các kiểu câu chủ động như trên thì có hai cách chuyển sang bị động như thế này. Cách thứ nhất, chúng ta thể chuyển là some people think that she did the right thing thành it's false that he did the right thing. Mệnh đề thứ hai được giữ nguyên và chúng ta chỉ chuyển mệnh đề thứ nhất là some people think thành it is false. Thế là xong, đúng không? Ba chữ này chuyển thành ba chữ kia. Như vậy ta thấy mất đi từ people Và từ it đây được thay thế It đây không dịch là nó mà dịch là người ta Xong đến bị động Động từ to be và đến thoughts ở đây Không dịch là nó được nghĩ rằng Mà dịch là người ta nghĩ rằng người ta cho rằng Cách này nó Đặc biệt tuy nhiên lại rất là ngắn Và dễ nhớ chính vì thế mà Các em nào mà chưa nhớ được kỹ Thì chúng ta có thể xem lại chương trình này Và chúng ta hoàn toàn phải tự tin với cách chuyển này được Nó rất là đơn giản thôi ngắn gọn không nên bỏ lỡ cơ hội để ghi thêm các điểm nếu mà gặp phải cái câu như này. They said that she was a good teacher. Họ nói rằng uh, cô ấy là một giáo viên giỏi, giáo viên tốt. It is said that she was a good teacher. Chúng ta thấy là giống như trên people think. Thì dưới này là uh, they say, they, they said sẽ chuyển là it is said và chúng ta dịch cái cả cái ba từ này là người ta nói rằng người ta cho rằng người ta nghĩ rằng đấy. Nếu mà it is thought là người ta nghĩ rằng, it is said người ta nói rằng. Có rất nhiều các bài hát liên quan đến người ta nói rằng đấy. đúng không Chúng ta thể dịch bằng lại is said. Cách thứ hai Chủ ngữ cộng với động từ uh, bị động cộng với uh, động từ uh, số 1 cộng với cái động từ nguyên thể cộng với giới từ cộng với động từ uh, với động từ uh, thứ hai đấy uh, chúng ta xét ví dụ some people think that he did the right thing uh, sẽ chuyển he thought that he thought to have done the right thing với cách chuyển này thì nó khó hơn cách kia một chút là cách bình thường thì chỉ là people uh, some people think chuyển thành it is thoughts và chép y nguyên là xong nếu mà mà, mà trong cái bài thi mà ta phải viết bằng tự luận Thì chúng ta chọn cách thứ nhất là sẽ đơn giản và dễ ghi điểm Còn nếu mà trong trắc nghiệm thì người ta chỉ đưa ra một trong hai lựa chọn thôi Thì ta bắt buộc phải nhớ để chọn cho nó đúng Với lựa chọn thứ hai thì nó khó hơn Tức là ta lại chuyển cái chủ ngữ của cái mệnh đề phụ thứ hai Đằng sau that thành chủ ngữ của mệnh đề chính Chủ ngữ của câu, câu chính trong phần bị động He lại chuyển về đầu Và cái thing kia chuyển thành thoughts vẫn là phân từ hai và động từ to be thì sẽ chia theo động từ to be của của từ think Đó, chứ không chia động từ to be ở từ đứt ở phía sau tức là chia động từ to be theo cái mệnh đề chính là some people think chính vì thế nó sẽ là sự kết hợp tương đối là là đa dạng của rắc rối giữa hai mệnh đề này chủ ngữ của mệnh đề phụ uh, thành chủ ngữ của câu bị động uh, thi của động từ chính ở uh, với chính của cái câu uh, câu chủ động sẽ trở thành thì của động từ câu bị động. Đấy, kia là thì is liên quan đến động từ to be is. Còn cái động từ chính của câu uh, chủ động sẽ chuyển thành động từ uh, câu bị động ở phân từ 2. Đó, thì ta sẽ có là he is và đến sau này bắt đầu ta mới là to have done the right thing. Đó, như vậy ta thấy hai lần đằng sau động từ thought ta lại đến to have tức là lại dùng dạng hoàn thành have done the right thing. Tại sao dùng dạng hoàn thành? Bởi vì là cái hành động là this the right thing ở đây là ở dạng quá khứ Về mặt so sánh, về hành động thì nó trước cái hành động là, là mọi người nghĩ Vì vậy khi mà chuyển sang câu này thì chúng ta phải có cách lùi một thì Tức là Lùi thì ở đây thì sẽ phải dùng cái dạng hoàn thành để nói rằng là Nó dịch cái câu cuối là anh ta được cho là đã làm đúng việc của mình Đã làm rất tốt công việc đó đúng không? Phần thứ hai They said that she was a good teacher Sẽ chuyển là she was said to be a good teacher Cô ta được cho làm là một giáo viên tốt đúng không? Ta thấy hai lần bị động đây một lần là, là was set. bị động kép. Một lần là to be a good. Nếu đằng sau này có động từ nữa thì sẽ có động từ phân từ hai đằng sau to be. Nhưng đây ta có một động từ thôi. Chúng ta sang qua phần tiếp theo của kiến thức liên quan đến bị động. Đó là thể truyền khiến. Thể truyền khiến là gì? À, đó là những cái câu mà chủ ngữ không phải là người thực hiện hành động mà chủ ngữ chỉ là người nhờ thuê hay mướn tức là chủ ngữ không phải là cái người gây ra tác nhân gây ra hành động tác động trực tiếp và động từ và tân tân ngữ thể truyền khiến ở dạng chủ động có hai loại là get và have và có cấu tạo như sau à, ở dạng câu chủ động thì có cấu trúc là chủ ngữ cộng với have cộng với somebody do something à, do ở đây là dùng nguyên thể không có do à, bị động thì cái câu này được chuyển về dạng là chủ ngữ cộng have cộng something done Done ở đây tức là động từ phân từ 2. Và có thể cộng với buy hoặc cộng somebody. À, đối với động từ uh, với get, câu chủ động có là chủ ngữ cộng get, cộng somebody, to do something. Tức là khác bên trên là có, đằng sau somebody là có to do something. À, bị động sẽ được chuyển thành là chủ ngữ cộng get, cộng something, done. Done ở đây tức là động từ phân từ 2 và có thể cộng buy và somebody. Ví dụ, I am... Having my neighbor repair my bike, đó, tôi thuê cái người hàng xóm của tôi sửa chữa cái xe đạp. Thì uh, câu này đây là câu chủ động, tức là ở thời điểm hiện tại tôi đang thuê người hàng xóm sửa xe đạp. Chuyển đến câu bị động là cái xe đạp của tôi đang được thuê uh, sửa bởi người hàng xóm sẽ viết là I am having my bike repaired by my neighbor. Như vậy các em nhìn thấy có một sự đảo về trật tự so với câu đầu câu câu đầu tiên chủ động là ai have xong đến cái người sửa cái tác nhân gây ra hành động sửa xe đạp ấy, sẽ đứng sau ngay động từ have và câu bị động thì cái tác nhân gây ra cái, cái việc sửa đó sẽ không được đứng phía đầu ngay sau động từ have mà sẽ đảo cái cái đối tượng được tác 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 dụng và nhận cái hành động đó trở thành chủ ngữ à, tân ngữ trực tiếp để để đứng phía sau động từ chính là have thì ta có là having my bike và đằng sau đến động từ phân từ hai là repairs đây là cái hai cái động từ uh, tạo ra cấu trúc đặc biệt mà các em cần phải ghi nhớ tức là chúng ta có thể nhớ lại là have something done hoặc là get uh, something done là được thuê mướn ai làm gì đó ví dụ tiếp theo là liên quan từ get she has got a man to paint her flat cô ấy đã thuê một uh, Người đàn ông để sơn cái căn hộ của mình Và có thể chuyển là She has got căn hộ Được sơn bởi bởi người đàn ông Tức là cô ta Thuê uh, Sơn căn hộ của mình Đấy, Nếu mà chúng ta bỏ cái by man đi thì chỉ dịch là cô ta thuê sơn căn hộ của mình à, Bị động với động từ chi giác Các động từ chi giác như là See, hear, watch, notice, feel, smell à, Đó là những động từ chỉ Các uh, năm từ từ năm giác quan ấy, như là à, nhìn nghe à, xem à, nhận ra hay cảm thấy hay là ngửi thấy à, khi động từ chính của câu ở dạng chủ động thì động từ có cấu tạo là chủ ngữ cộng với cái động từ chỉ giác quan cộng với tân ngữ à, đằng sau tân ngữ thì có thể có nếu mà có động từ thứ hai theo sau thì có thể ở dạng là nguyên thể không có tu hoặc là có thể ở dạng vấp in động danh động từ như hôm qua chúng ta cũng từng một số trước ta đã từng ôn về cái phần danh động từ và động từ nguyên thể có tu và không có tu à, khi chuyển sang bị động thì cấu tạo của câu sẽ tương ứng như thế này là cái chủ ngữ của câu bị động sẽ được chuyển à, là tân ngữ câu bị động, động sẽ được chuyển thành chủ ngữ đúng không? và cộng với động từ tu bi cộng với cái động từ chỉ cảm giác đó là Uh, see here what ở đây thì sẽ được chuyển đến dạng bị động phân từ hai là seen heard what và cộng với to infinitive hoặc cộng với verb in cộng với to hay verb in thì nó tùy thuộc vào cái tình huống cái động từ phía đằng trước này ra lấy ví dụ we have seen her fall off uh, we have seen her fall off the bike uh, chúng tôi vừa nhìn thấy cô ấy bị ngã khỏi cái xe đạp Thế, uh, chuyển thành câu chủ động là cô ta vừa được nhìn thấy ngã khỏi cái xe đạp của cô ấy, đúng không She has been seen. Đó, thì chúng ta sẽ chuyển cái bộ phận động từ have seen thành have been seen và chuyển cái tân ngữ là chúng tôi nhìn thấy cô ấy, thì cô ấy sẽ chuyển thành chủ ngữ là cô ấy được nhìn thấy. À, không, không bởi chúng tôi nữa, mà chỗ đấy chúng ta cắt đi và vào cái động từ thứ hai trong cái câu gốc là for. Of. Là chúng ta có thấy có hai động từ, một động từ seen, hai động từ for. Đấy thì uh, see someone see somebody do something nó theo cấu trúc rồi nhìn thấy ai đằng sau là do something động từ nguyên thể không có tu à, xuống dưới này ta chuyển has been seen à, khi mà seen đằng sau đúng đứng bởi một động từ khác không có có tân ngữ là someone ở đây thì sẽ không được dùng là have been seen for mà phải to for of her by Đấy, đây là cách chuyển đặc biệt chúng ta cần phải nhớ một ví dụ tiếp theo I heard them talking in the room. Tôi nghe thấy họ nói chuyện trong phòng. Thì sẽ được chuyển là họ được nghe thấy nói chuyện trong phòng Thì chỗ này đằng sau có hai động từ đi liền Đây là Hurt Và Hurt là động từ chính của cái câu này được chuyển về dạng phân từ hai Và cái động từ Talk đi sau động từ Hurt Thì nó sẽ ở một trong hai dạng Một là To Talk, hai là Talking Và theo quy tắc là các động từ đi sau cái động từ chỉ cảm giác này Thì nó để ở danh động từ như chúng ta đã ôn lại Thì nó bắt buộc phải có dạng thức là Talking Vì vậy câu đây là họ được nghe thấy đã nói chuyện với nhau trong phòng, tức là người khác nghe họ nói chuyện trong phòng đấy. Ta sang phần tiếp theo là chuyển câu mệnh lệnh sang bị động. thì chúng ta biết trong tiếng Anh có một số câu mệnh lệnh, câu mệnh lệnh là câu như thế nào? là những cái câu mà bắt đầu bằng động từ không có chủ ngữ là hãy làm gì đó đi hoặc đừng làm gì đó hoặc chúng ta cùng làm gì đúng không? nó như thế này. Uh, let object let đến tân ngữ và be. đó đây là cái cấu trúc chuyển bị động còn bình thường nó chỉ là À, bắt đầu động từ thôi đúng không? Còn câu mệnh lệnh phủ định thì dùng là don't cộng với động từ cộng với tân ngữ. Chúng ta có cái công thức ở trên màn hình các em nhìn lên xem. Don't let đến tân ngữ và be cộng với phân từ hai. Chúng ta phân tích ví dụ don't let them see you. Thì đây là cái câu chủ động là đừng để cho họ nhìn thấy bạn đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển là Don't let you be seen by them Đừng để mình bị nhìn thấy bởi họ Đúng không? Thì chúng ta chuyển là Don't let để nguyên này uh, You đang là cái Tân ngữ của động từ C Đối tượng tác động của động từ C Sẽ chuyển thành cái Chủ ngữ của mệnh đề uh, Phía uh, à, Tân ngữ trực tiếp của let Ngay đằng sau let Và chúng ta dùng be seen bị động phía sau you uh, Chúng ta đổi cái Phân từ hai của C thành sin là trở thành cái câu bị động bình thường. À, cái này nếu phân tích về cấu trúc câu có thể nghe nó hơi khó nhưng chúng ta có thể dùng cái phương pháp chúng ta dịch. Dịch nghĩa thì nó nghe thuận tai hơn và dễ dễ nhớ hơn. À, chúng ta dịch lại này, đừng để họ nhìn thấy cậu thì dịch lại về câu chủ động là đừng để mình bị nhìn thấy. À, thậm chí ta có thể bỏ cái bài tâm thì câu này vẫn đúng. Bởi họ. Đấy thì mình bị nhìn thấy đừng để mình bị nhìn thấy đằng sau lát vẫn Let someone vẫn do something thì chúng ta không có to bi mà để bi. Và sau bi là động từ phân từ 2 là xin là bị nhìn thấy, nó rất đơn giản thôi. Phần 14. À bị động với một số động từ đặc biệt như decide, agree, determine, arrange, demand. Câu chủ động có các động từ này là động từ chính thường có cấu tạo như sau, chủ ngữ cộng decide hoặc các động từ đã nêu ở trên, determine, arrange, à, cộng với to verb. Như chúng ta đã biết đây là các hai động từ đi liền nhau thì động từ thứ hai đi sau cái động từ này sẽ ở dạng to infinitive như ta ôn và đến tân ngữ khi chuyển sang bị động thì câu này sẽ có dạng như này là chủ ngữ cộng đi sai uh, và cộng với that cộng với tân ngữ cộng should be cộng với phân từ hai uh, ví dụ they determined to fight for justice for black community họ đã quyết tâm determined quyết tâm quyết định fight chiến đấu For justice là cho sự công bằng và công lý cho cái cộng đồng người da màu. Đó. Câu bị động sẽ được chuyển thành They determined that justice for black people should be fought for. Họ đã quyết tâm, quyết định rằng cái công lý cho cộng đồng người da màu phải được uh, đấu tranh, đúng không? Fought fight là chiến đấu, với đấu tranh đấy. Chúng ta sẽ thấy là cái động từ fight ở đây là động từ thứ hai đằng sau determine sẽ được chuyển vào dạng bị động, động từ determine để nguyên. Đó. Ở vị trí của các trạng từ trong câu bị động. Uh, chúng ta thấy trong cái uh, cấu trúc câu là chủ ngữ cộng với to be cộng với uh, cái trạng từ chỉ cách thức hay chỉ tần suất rồi đến cái động từ, đến trạng từ chỉ uh, nơi trốn, rồi đến tân ngữ, à, đến giới từ, đến tân ngữ của giới từ và đến các cái uh, trạng từ chỉ thời gian thì cái vị trí của nó nó thấy chúng ta thấy là nó nằm khá là là chúng ta xem ví dụ này student and teachers volunteer uh, voluntarily plant tree on the school yard in spring cả giáo viên và cả học sinh đều rất là tình nguyện trồng cây ở trong sân trường yard là sân trường vào mùa xuân trees are voluntarily planted on school yards by students and teachers in spring thì ta thấy là vị trí trạng từ đây khá là, là là, đa dạng nó để ở nhiều chỗ đứng ở nhiều chỗ trong cái câu bị động này à, chúng ta thấy có một cái trạng từ là voluntarily voluntarily planted tức là trước cái động từ bị động trước động từ phân từ hai trees are voluntarily planted đó đấy là một vị trí vị trí thứ hai là các cái trạng từ chỉ gì ạ nơi trốn ví dụ on the school yards đấy là một cụm từ à, chỉ nơi trốn, Đấy. Uh, uh, in the spring, vào mùa nào chỉ thời gian thì nó đứng ở rất nhiều nơi trong cái câu này. Chúng ta có một số cách chúng ta phải lược bỏ by uh, cộng với tân ngữ trong câu bị động phần này thầy đã nhắc rồi, chúng ta chỉ ôn lại nhanh thôi. Trong cái động từ cụm từ bay cộng tân ngữ thầy lược bỏ khi không cần nhấn mạnh cái tác nhân gây ra hành động và chúng ta chỉ cần nhấn mạnh vào cái cái đối tượng và cái sự việc được xảy ra thôi à, Ví dụ khi chủ ngữ là một trong bảy đại từ nhân xưng Thì chúng ta thường lược bớt Chúng ta sẽ điểm một số trường hợp mà chúng ta sẽ lược bớt uh, được Và hoàn toàn không thay đổi nghĩa Và không có uh, thay đổi gì về cái độ quan trọng của câu Ví dụ uh, He waters the tree every morning Để Lại quay cái câu là anh ta tưới cây vào mỗi buổi sáng The tree is the waters every morning được bỏ bài him Việc này hoàn toàn bình thường, thầy đã phân tích rồi À, cái chủ đích nói đây là nhớ, nhắm vào cái việc cây được tưới thường xuyên còn tưới bởi ai thì thì cái việc đấy cái người nói không quan tâm khi chủ ngữ là people thì chúng ta có thể lược bỏ ví dụ people took him to the hospital after accident thì có thể viết lại thành câu là he was taken to hospital after the accident đấy, anh ta được đưa tới bệnh viện sau vụ tai nạn sau khi bị tai nạn chúng ta có thể buy people như thông thường lược bỏ Buy people hay buy them chúng ta có thể lược bỏ khi không rõ tác nhân gây ra hành động là ai thì người ta cũng thể lược, lược, bỏ cái cụm này ví dụ khi chủ ngữ của câu có động từ là đại từ bất định chỉ người thì rõ ràng là chỗ đó không chúng ta không biết người đó là ai gây ra by him chúng ta còn thể lược bỏ by them vẫn có thể lược bỏ thì cái anybody everybody nobody là hoàn toàn có thể lược bỏ somebody stole my bike last night có ai đó đã ăn cắp cái xe đạp của tôi vào tối qua thì có thể viết lại là my bike was stolen last night tối tối uh, xe đạp của tôi bị ăn cắp vào tối qua chắc chắn chúng ta không cần phải dùng là by someone đúng không bởi một ai đó ta không biết thì không không cần phải viết viết vào uh, by cộng với giới từ hoặc là with cộng uh, by cộng với tân ngữ with cộng với tân ngữ by và with là giới từ thì, uh, ta dùng by cộng với tân ngữ để nhấn mạnh ai đã thực hiện hành động gì nhưng ta dùng with cộng với tân ngữ để nhấn mạnh công cụ được dùng để thực hiện hành động là gì ví dụ the letter was written by my boyfriend tức là cái lá thư này được viết bởi bạn trai của tôi thì bạn trai của tôi câu chủ động nó sẽ tương đương với câu này là my boyfriend wrote the letter ở à, chỗ trong trường hợp này ta có thể dùng by my boyfriend bởi vì cái 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 uh, người nói đây vẫn muốn nhấn mạnh vẫn muốn đề cập đến là cái lá thư này được viết bởi một người nào đó quan trọng chứ không phải là ai viết cũng được tức là cái người viết này khác nhau là ý nghĩa khác nhau thì chúng ta để by và chúng ta cũng tóm lại phía trước là by them by people chúng ta có thể lược bỏ hoặc là thậm chí by him thì lược bỏ khi cái uh, việc nhấn vào câu đó ý nghĩa câu đó không quan trọng cái đối tượng gây hành động còn trong câu my by my boyfriend thì cái đối tượng gây hành động đây chắc là sẽ là quan trọng nên sẽ được dùng he wrote the letter with a pencil he used a pencil to write the letter uh, anh ấy dùng uh, viết lá thư bằng cây chì hoặc cây bút chì thì chỗ này chúng ta không dùng là by a pencil mà là with the pencil vì cái pencil đây là sự vật. Còn cái bởi là bởi bởi người. Còn uh, thì dùng ta dùng là by. Còn cái bởi sự vật ta thường dùng là with đó câu này. Câu chủ động viết lại tương đương đó là he used a pencil to write the letter. Các em vào một số câu luyện tập. Uh, tìm đáp án đúng nhất chúng ta đây là những câu hỏi trắc nghiệm và Về cái phần này chúng ta ôn lại để có thể củng cố thêm kiến thức Câu số 1 này Those shoes look trendy Yes, they is made or will be made or made are being made in Italy Câu này thì chúng ta áp dụng cách uh, Bước thứ nhất là đọc yêu cầu đầu bài đúng không? Tìm cái, cái từ cần điền vào chỗ trống ở dạng bị động Đấy, Thì đây các câu dạng này sẽ nằm trong phần thi ngữ pháp Các câu hỏi từ ngữ pháp từ câu số 5 đến câu số 13 trong đề thi của chúng ta thì um, với cái cách tìm cái động từ bị động đúng thì chúng ta bước thứ hai chúng ta loại trừ các đáp án không đúng loại trừ một cách nào thì uh, chúng ta xem này uh, cái đôi giày đó là được sản xuất ở Italia Đấy thì đáp án A đã sản xuất ở tức sản xuất rồi thì chúng ta phải dùng cái thì là thì quá khứ A là hiện tại B là tương lai và D là đang sản xuất thì không đúng trong trường hợp này đấy. Thì chúng ta chỉ đáp án C thôi Là đã được sản xuất I, I'm so hungry Wait a minute The table now Tôi đang rất đói Hãy chờ một phút Bàn ăn đang gì ạ Đang được uh, dọn dẹp Đang sắp đặt Đang được bày đấy. Đang được bày bàn ăn Thế thì chúng ta dùng cái nào thì đúng Ở đây là cái hành động đang xảy ra Hay đã xảy ra Hay sẽ xảy ra à, Chúng ta có đáp án A là Is being late B là has been late bàn ăn đã đã bày ra rồi thì có cần phải chờ một phút không chắc không đúng không thì b sẽ loại c là đã được bày rồi was late thì có cần phải chờ không d world will, will have been late sẽ được uh, hoàn thành việc bày Chứ hoàn thành việc bày thì đằng sau tức là thì hoàn thành trong tương lai thì nó phải có một cái mệnh đề đơn giản phía sau để báo hiệu cái 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 cái, cái cho cái mệnh đề chính này nhưng ở đây ta không thấy vì vậy Đấy, đáp án đúng phải là a Is being late Dịch là đang được bày và Chính vì nó đang được bày Nên chúng ta phải chờ một phút Còn Nếu mà nó đã bày xong Chúng ta có lẽ là please vào bàn luôn Chứ không phải chờ gì cả Đúng không? Vì đang rất đói rồi Câu số 3 Why is Ben standing at the corner of the class? Tại sao Ben lại đang đứng ở góc lớp kia? Wow, his dad is talking in the class Broke the rule Bởi vì là anh ta gì? Được Được cho là đã nói chuyện trong lớp Và đã vi phạm cái nội quy của lớp học Chúng ta sẽ chọn đáp án nào Was being told Đó Anh ta được cho là Will be told Will be Tức là đây là hành động phạt Vì Bin đã nói chuyện trong lớp Đã đây chắc chắn là phải liên quan Thì quá khứ Chúng ta điểm qua xem là Chỗ nào thì quá khứ Liên quan hành động đã xảy ra Thì B Là diễn tả tương lai C Hiện tại Để chúng ta xem Và Chỉ còn A và D Là nói diễn tả hành động đã xảy ra Chúng ta phải thể dùng đáp án à, D Là được cho là đã được cho là các đáp án A thì lại là đang trong quá khứ đang được cho là thì nếu mà dùng cái đáp án A có thể được nếu chúng ta có một cái mệnh đề chỉ dấu cho cái 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 thời điểm đang thực hiện việc đó việc ấy đang được thực hiện thì ở đây không có thời điểm chỉ dấu không có cái mệnh đề hay cái cụm nào chỉ dấu cả thì đáp án ta là D đấy thì chúng ta đều biết là thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành đều được dùng để diễn diễn tả các hành động đã xảy ra Tuy nhiên trong khi chia động từ hoặc là chọn lựa các câu hỏi trắc nghiệm để trả lời cho đúng thì chúng ta phải căn cứ vào các chỉ dấu về mặt thời gian để biết là trong chỗ đó thì chúng ta cần dùng thì gì. Đó, thì đấy là cái mẹo chúng ta để nhớ để làm bài thi đối với các câu về thì. Câu số 4, you should wash the vegetables brought from the market thoroughly because a lot of pesticide residues on them. Chúng ta chọn động từ nào? Was found rất nhiều thuốc trừ sâu được tìm thấy ở trên đó. Can be found, are found. Đây là nên khuyên là bạn nên dị rửa rau rất là sạch khi mua từ siêu thị về rửa cẩn thận bởi vì là có rất nhiều cái dư lượng thuốc trừ sâu được tìm thấy trên đấy. Câu này thì về mặt chữ, và về mặt từ vựng cũng có độ khó cũng trên mức trung bình cũng phải mức 2, mức 3. đấy. Nên là gặp câu này thì chúng ta phải mất nhiều thời gian để suy nghĩ hơn các câu khác các bạn xem có loại trừ đáp án nào không. Được tìm thấy ở đây will be found sẽ được tìm thấy thì có hợp không? Đấy. khuyên là phải rửa thì cái đấy là phải được tìm thấy đó. Can be found có thể được tìm thấy hay là đã được tìm thấy hay là are found. thì chỗ này có thể tìm thấy phù hợp hơn là sẽ được tìm thấy. Còn đã được tìm thấy rồi <laughs> thì không đúng. Câu 5. Can I have my bike back? Tôi có thể xin lại chiếc xe đạp được không? I'm sorry, it's Uh, in one hour uh, tức là đây là chủ của xe đạp đi thuê người khác sửa và hỏi cái người sửa xe đó là tôi thể lấy xe được chưa thì người ta nói nói rằng là từ từ xin lỗi cái xe này chỉ sẽ được sửa xong trong một giờ cái chỗ này sẽ là trong một giờ nữa chúng ta phải dùng thì gì ạ thì liên quan tới tương lai chứ không thể liên quan tới quá khứ hoàn thành đây được các đoán bị loại trừ là là gì ạ là B và D thế còn E, e is being fixed là đang được chữa đúng không trong một giờ hay là sẽ được chữa vì vậy đáp án sẽ là a à, sẽ được chữa trong một giờ chứ không phải đang được chữa đang chữa thì sẽ không có liên quan đến việc đo được bao thời gian thì xong à, câu số 6 thì chúng ta dùng cái gì à, bị động ở đây là thì gì tất cả đều là bị động rồi nhưng là dùng thì gì chúng ta chỉ có chủ ngữ thôi preservatives make nourish in our factory once you to make thì có đúng không uh, was used ở chỗ này chỉ có an là phù hợp và không được sử dụng. Đó. Câu uh, tiếp theo, uh, Oh what happened to the window? cái gì đã xảy ra đối với cửa cái vấn đề gì đã xảy ra với cửa sổ kia? thì chắc là cái người hỏi đây sẽ nhìn thấy cái cửa sổ đã nhìn thấy cửa sổ nó bị đã vỡ rồi đúng không? chúng ta thấy nhìn thấy thì ở trong cái câu này thì quá khứ đơn, thì uh, câu trả lời của nó sẽ là phải là ở thì quá khứ đơn đúng không? chúng ta phân tích để loại trừ đáp án B và C ra is go getting broken or is broken thì là không đúng. Vậy chúng ta chỉ còn hai đáp án A hoặc D. Đáp án A thì nó là world broken. Rất có thể hợp lý nếu mà nó là nó bị vỡ khi bọn trẻ chơi đá bóng. Tuy nhiên nó có một điểm không hợp lý đó là cái động từ to be là world không phù hợp với chủ ngữ là it. Vì vậy ta có got broken trong trường hợp này thì nó không phải dạng bị động. Đấy, thì chúng ta rất nhiều câu ở bị động nhưng câu này ta chọn đáp án này cho phù hợp thì tóm lại chúng ta cần phải chọn đáp án đúng để có được điểm. Câu tiếp theo By the time my Father comes back, comes back from work, the party is for his birthday, set up. Chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Vào cái thời điểm mà bố tôi trở về nhà, uh, đi làm về, chúng ta thấy là có cái mệnh đề phụ chỉ dấu là vào thời gian nào đó và chúng ta nhớ ở đây cái thì của từ comes là động từ ở hiện tại thì đấy nó là cái chỉ dấu cho cái mệnh đề chính sau dấu phẩy đây sẽ phải là thì tương lai hoàn thành tức là chúng ta có nhìn thấy by the time ở mệnh đề phụ thì mệnh đề chính sẽ là ở một thì hoàn thành nào đó. Thì thông thường nó là thì quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành. Ở đây cái mệnh đề đằng sau by the time chia ở hiện tại thì cái mệnh đề chính sẽ là ở tương lai hoàn thành. Còn nếu cái chữ uh, come kia mà được chia thành came thì mệnh đề chính sẽ phải là quá khứ hoàn thành. Vì vậy xét theo cái lý thuyết đó ta sẽ thấy đáp án ở đây là A will have been set up không phải các đáp án khác câu tiếp theo Tom is unhappy about not being invited to her party tức là Tom cảm thấy không vui khi không được mời tới bữa tiệc của cô ấy chúng ta thấy các đáp án khác là not inviting là không đúng đúng không invited thì càng không đúng không đằng sau đấy không thể có động từ chia ed ở đấy được và muốn bị động ta phải có cái liên quan to be và to be đây chỉ có b hoặc d thôi thế đằng sau tính từ này thì uh, chúng ta đã ôn rồi chúng ta dùng uh, doing something thì muốn bị động nó thì phải là being rồi đến phân từ hai là invited uh, số 10 I think they should about what happened to them as soon as possible tôi nghĩ rằng họ nên nói về cái việc gì đã xảy ra nên thông báo về gì đã xảy ra cho Uh, uh, cái cái đứa con trai của họ càng sớm càng tốt đúng không? thì uh, chỗ nào câu nào sẽ là đúng tất cả ở bị động không? chúng ta sẽ bước hai là loại trừ tell à, uh, tell à có đúng không ạ? cũng có thể have been told tôi nghĩ rằng họ nên được nói hay là nên nói ở chỗ này thì chắc là tình huống trong bệnh viện tức là bác sĩ nên nói cho họ về cái tình trạng của đứa con trai đúng không? Thế thì are to hay là be to, chúng ta thấy là should be to. Nên được nói, nên được thông báo. Câu tiếp theo. Uh, the preparation by the time the guests. Uh, à cái việc chuẩn bị này đã hoàn thành, đã kết thúc vào cái thời điểm mà khách uh, đến, tức là như cái câu thầy trước thầy vừa phân tích có cái mệnh đề phụ là by the time và đằng sau là động từ nếu ở quá khứ thì cái mệnh đề chính sẽ phải là hiện tại hoàn thành à, quá khứ hoàn thành Đấy, thì ở đây câu c là đáp ứng đúng như vậy còn ngoài ra nếu để nó một câu khác đúng thì nó phải là một vế chính ở thì tương lai hoàn thành và vế phụ phải là hiện tại đơn ta nhìn tất cả ba đáp án không thấy có cái trường hợp thứ hai như thế thì chúng ta chọn đáp án c là đúng à, tương tự chúng ta áp dụng các cái cách các kỹ thuật các bước và các cái kiến thức thầy đã lưu ý để chúng ta tự xem và làm các cái câu còn lại. Những câu này về độ khó cũng ở mức à uh, 2 mức 3. Chúng ta cũng phải làm cẩn thận một chút. Đó. Các câu tiếp theo cũng tương tự như vậy. Toàn những kiến thức cũng uh, rất là gần gũi với những cái uh, phần phía trước mà thầy đã ôn lại đã khái quát hóa cho chúng ta thì các bạn có thể các em có thể xem lại. Quay chậm xem lại chương trình này trên YouTube của VTC Now hoặc là viên hoặc là Teddy Channel các em sẽ có thể dừng hình ở bất cứ chỗ nào các em muốn chúng ta có thể điểm thêm một số câu trong phần này ví dụ câu 23 Who left the flowers at the door? Ai đã để những bông hoa này ở sàn nhà đây đúng không? thì uh, uh, cái câu lựa chọn đúng sẽ là gì? By whom were the flowers left at the door? Cái hoa bông hoa này thì chúng ta xác định là nếu viết lại ở dạng bị động mà trong uh, câu hỏi là nghi vấn thì cái chủ ngữ của nó sẽ không phải là who mà sẽ là flowers bông hoa này được để bởi ai thì cái cách đặt câu hỏi đối với uh, nghi vấn thì uh, chúng ta thêm by phía trước whom là by whom bởi vì là Uh, chúng ta nghĩ uh, suy nghĩ về cách chuyển câu này sang bị động bình thường. Nếu là nó là câu bị, bị động thì là the flowers was left by someone đó ở trên sàn. Thì câu hỏi cho 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 người để trên sàn đó phải là by whom was the flower left? Uh, thì uh, by whom đến chợ, đến động từ to be và đến cái chủ ngữ uh, là flowers và đến phân từ hai. Uh, à câu 24 we decided to re renovate the house chúng tôi quyết định là sẽ thay đổi hoặc là sẽ sửa sang lại đấy đúng không? renovate rồi đổi mới, thay đổi sửa sang lại ngôi nhà. We decided that the house should be renovated. Chúng tôi quyết định rằng the house phải được sửa chữa lại. Thì chúng ta thấy là cái we decided là cái mệnh đề chính, chủ ngữ và động từ chính được giữ nguyên và chúng ta chỉ đổi cái phía sau thôi và dùng cái động từ đứng thứ hai renovate biến nó thành động từ bị động thì cái ngôi nhà này sẽ được sửa chữa ta thêm là should be renovated